thưa quý vị, Thái Lan ăn mừng lễ hội truyền thống Loi Kathon. Người Thái Lan đã ăn mừng lễ hội Hoa Đăng Loi Kathon truyền thống vào ngày thứ tư vừa qua. Lễ hội này là ngày lễ có nhiều ý nghĩa và chứa đựng nhiều yếu tố thần thoại nhất của lễ hội truyền thống Thái Lan, được tổ chức vào đêm 15 tháng 12 theo lịch Thái. Từ Loi trong tiếng Thái có nghĩa là thả nổi, Kathon có nghĩa là cây nến nhỏ hoặc cây đèn nhỏ được gắn trên những chiếc bè làm bằng lá. Loi Kraton là lễ hội truyền thống Thái Lan đã có lịch sử hơn 700 năm với ý nghĩa để tỏ lòng tôn kính với thần nước và cầu xin thần tha thứ cho những hành động của con người trong cuộc sống khi làm ô nhiễm nguồn nước của người. Khi mạng đêm vừa buông xuống cũng là thời điểm đẹp nhất để lễ hội Loi Kraton bắt đầu. Những cặp đôi thanh nam nữ tú và các cặp vợ chồng dắt tay con cái tay cầm những chiếc Kraton đi chơi hội. Giữa mỗi chiếc Kraton là một cây nến thơm hoa tươi và vải đủ màu sắc. Sau khi thắp đèn xong, ai nấy đều nhắm mắt lại, miệng cầu khấn cho gia đình, người thân được bình an và hạnh phúc. Chương trình ăn mừng thường bao gồm màn bắn pháo hoa rực rỡ, những chiếc thuyền trang hoàng với đèn và các phần trình diễn dọc theo dòng sông.